Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Dòng chảy cuộc đời. 10 cách để nuôi dưỡng một mối quan hệ bền vững. Mời các bạn cùng nghe và suy ngẫm. Tạo dựng được mối quan hệ đã khó, nhưng giữ gìn được mối quan hệ đó còn khó hơn rất nhiều. Nuôi dưỡng một mối quan hệ tốt không chỉ giúp cuộc sống thường ngày trở nên tươi đẹp, mà còn giúp cho cuộc sống công sở trở nên dễ thở hơn. Nhưng làm thế nào để có được những mối quan hệ đẹp và bền vững thì không phải ai cũng biết. Hãy cùng tham khảo những cách làm, những phương pháp dưới đây. Biết đâu đó, đây sẽ là những gợi ý tuyệt vời để bạn có thể ngày càng phát triển bền vững hơn nữa những mối quan hệ hiện có của mình. 1. Thân thiện và ôn hòa là điều kiện để bắt đầu bất kỳ mối quan hệ nào. Dù là tình bạn hay tình đồng nghiệp đều có thể áp dụng công thức này, bởi tinh thần và thái độ của bạn chính là cục nam châm hút sự chú ý cũng như tình cảm của người khác dành cho bạn. Vì vậy, đừng để cho sự cục cằn khó chịu và nóng giận làm giao cản khiến mọi người gắn hai chữ tránh xa trong mối quan hệ với bạn. 2. Một mối quan hệ tốt và bền vững đòi hỏi bạn phải biết lắng nghe. Lắng nghe cũng là một cách giao tiếp văn minh và văn hóa. Có thể bạn cho rằng lắng nghe là việc làm đơn giản, nhưng bạn đã nhầm. Lắng nghe là một chuyện, nhưng để hiểu được ý của người nói và bạn lắng nghe được những gì từ họ thì lại là một chặng đường dài. 3. Nếu bạn không quan tâm đến người khác thì cũng đừng mong chờ người khác quan tâm đến bạn. Đó là quy luật. Vì vậy, để có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người, từ bạn bè đến đồng nghiệp, bạn cần mở lòng và quan tâm tới họ. Có như vậy, bạn mới nhận lại được sự quan tâm ngược lại. 4. Vị tha, không mong đợi sự đền đáp là cách bạn khiến những người xung quanh trân trọng. Đây là một trong những phương thuốc khó tìm nhất để nuôi dưỡng một mối quan hệ hoàn hảo, nhưng không phải là không thể. Khi bạn mong đợi bất kỳ lợi nhuận nào từ người khác, nghĩa là bạn đang biến mình thành người vụ lợi. Một mối quan hệ thật sự không có chỗ cho sự vụ lợi, đó cũng là quy luật. 5. Luôn giúp đỡ những người cần giúp đỡ, đó là cách bạn mở lòng với những người xung quanh và tích đức cho chính bản thân mình. Khi bạn giúp đỡ ai đó, nghĩa là bạn cho đi tình thương, cho đi sự chân thành. Cái bạn nhận được sẽ là sự biết ơn, sự may mắn và đôi khi bạn cũng không thể biết. 6. Con người, không ai không phạm sai lầm, cái chính là họ nhận ra lỗi lầm và sửa chữa. Đứng trước những người muốn quay đầu lại, chúng ta nên có cái nhìn bao dung và tha thứ. Một mối quan hệ tốt đẹp sẽ tồn tại sự tha thứ cùng những suy nghĩ tích cực. 7. Giao tiếp và công khai. Đây là điều kiện cần đối với dân công sở nhút nhát. Có thể họ sẽ gặp khó khăn, tuy nhiên để xây dựng cho riêng mình một mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh thì giao tiếp chính là yếu tố tiên quyết. Vì vậy, nói ra những điều mình nghĩ, truyền đạt cảm xúc thực sự một cách trực tiếp là cách dân công sở tự gắn kết mình với đồng nghiệp xung quanh. 8. Đừng đánh giá một con người chỉ thông qua những gì bạn nghe hoặc đọc về họ. Hãy nhìn cách họ hành động và kết quả họ đạt được. 9. Để xây dựng và nuôi dưỡng một mối quan hệ bền vững thì niềm tin là yếu tố không thể thiếu. Hãy trao niềm tin của bạn cho người khác cũng như lấy trọn niềm tin của người khác đối với bạn. Sự tin tưởng là mấu chốt quan trọng để có được một mối quan hệ lâu dài. 10. Không lợi dụng tài chính. Đây là yếu tố thực tế để duy trì một mối quan hệ bền vững. Dù là bạn bè bình thường hay đồng nghiệp, bạn cũng cần có sự minh bạch về tài chính. Đừng bao giờ để tài chính làm thước đo, đánh giá con người bạn và cũng đừng bao giờ đồng nhất tình cảm với tiền bạc. Đó thực sự là một sai lầm. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng nghe 22 câu nói tâm đắc nhất về cuộc đời. Ai đó đã từng nói rằng cuộc đời là những chuyến đi và trên nẻo đường vạn dặm ấy, bạn gặp đủ ngọt bùi cay đắng của đời người. 1. Không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn bước đi chậm chạp đến đâu, bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến hai từ cố gắng. 2. Nếu bạn muốn có được những điều chưa bao giờ có, thì hãy làm những điều bạn chưa bao giờ làm. 3.
Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn. 4. Lo lắng chính là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống vậy. 5. Đừng nhầm lẫn tính cách tôi với thái độ tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tùy thuộc vào con người bạn. 6. Thành công không phải là đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải là vực sâu thăm thẳm, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước. 7. Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn. 8. Khi cuộc sống dồn bạn vào bước đường cùng, đừng hỏi tại sao là tôi, mà hãy nói rằng cứ thử tôi đi. 9. Đừng bao giờ giao bí mật của bạn cho một ai, bởi vì tự bạn còn không giữ được thì còn trông mong vào ai kia chứ. 10. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể. 11. Khi bạn muốn tìm một người thay đổi cuộc đời bạn, hãy nhìn vào gương. 12. Hãy mạnh mẽ lên đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bầu trời có thể báo bùng, nhưng mưa không thể rơi mãi được đâu. 13. Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. Bởi lẽ, chính bạn là bạn chứ không phải là một ai khác. 14. Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không tràn vào bên trong nó. Cũng tương tự như thế, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế. 15. Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười. 16. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng đi. 17. Nếu kẻ khác nói xấu bạn, phán xét mặc dù không biết gì về bạn, đừng buồn, hãy nhớ kỹ một điều, chó sủa khi gặp người lạ. 18. Đôi khi không phải là một người đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi. 19. Đương nhiên không phải cứ cố gắng là sẽ thành công, nhiều lúc đem hết tất cả của bản thân ra rồi mà vẫn thất bại đấy thôi. Nhưng cái chính là thất bại rồi đôi khi lại học được nhiều hơn cả thành công, bởi thất bại mới biết nên dừng, nên cố hơn ở điểm nào. 20. Cuộc đời chỉ có một, vì thế, hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười. 21. Ngay cả khỉ cũng có thể ngã từ cây của chúng. 22. Trà nguội hay cơm nguội đều có thể chịu được. Thứ không thể chịu được là nhìn nguội và lời lẽ cục cằn. Và nếu như bạn thích video clip này, hãy nhấn nút like và hãy để lại cho chúng tôi biết bình luận của bạn bên dưới phần comment của video clip nhé.
Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.